Chúng ta đôi bùi. Bảy mò cua bắt ốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, thật là sảng khoái khi xem xong cái video này nhá. Hôm nay mình dẫn các bạn vô trong đăng này. Mùa này là đang có cá chẻm nhiều lắm nha. Xem hôm nay các bạn hên có bắt được cá chẻm không nha. Ủa tắt hả? Mình qua bên này bắt trước. Bên này cản trước. Bên phải bắt trước. Đó, đi bên phải. Rồi, tới đây là sẽ có hai cái cửa này các bạn. Hai bên này là của mình hết nha. Là nguyên một cái đăng. Bên này và nước sâu thì chắc mình bắt sau. Bên này nước cạn thì mình bắt trước. Cầm vợt, cầm cái túi đựng cá vô. Con cá to nào không thôi. Mà nó không chui. Nó không chui được vào trong á. Trong đây con cá nó còn không biết nói ra nữa mà. Cho các bạn khai trương một cái chuồng bên này trước. Mực chứ không phải bạch tuộc. Ủa cái này ở đây cầm một con nữa. Rồi được con cá đối bùi. Được cầm cá đối bùi nha. Cá đối bùi. Cá đối bùi. Con này là con mực nang nha, nó phóng mực đấy nha. Cẩn thận nó phóng đầy mực cô bé kia đó. Ê, nè, nè. Cá đối bùi. Không cần phải cột, cứ banh ra rồi để đút cái vợt này, thả cá vào trong đó rồi rút nó lại. Ủa đâu? Vào trong này xem còn con nào không, bắt hết đi. Đó. Lắm, lắm, lắm. Được một con đối bùi kia là ngon rồi đấy. Con đấy phải 2kg, hơn 2kg. Để xúc hết đi nha. Vô đây bắt này em. Đây có con gì bắt đi. Mới vô bắt được con mực nang ấy. Vậy chốc cứ kiếm vào ngoài coi chừng có nhiều đấy. Cua hay cá? Cá nó nhảy bạch bạch lên. Hay gì không? Rồi, cá bắt được thì cứ đổ hết vào túi nha, không đâu. Đúng rồi. Nó này chạy ra đấy. Đây này, nó chui vào chân này. Em vô đây anh chiếu cho bắt này. Em bắt em đứng phải vô đây chứ. Em đứng ngoài đấy làm sao anh chiếu được. Rồi, vô trong đây mới có cá mà bắt. Anh chiếu cái đèn này tụi em khỏi cần đèn pin luôn đó chứ. Cần chi đèn gì nữa. Bỏ vô đi. Má người có bự tao bắt đã không kìa. Coi còn con nào không em. Kìa trong kia còn kìa. Đấy, đấy. Xúc đi em. Xúc đi cho có cái mà nên nít. Cá đối đấy. Ừ. Đưa cho em cái vợt nhẹ nhẹ đi. Em lấy cái vợt này nặng quá là sao em xúc được. Nước đổi, nước đổi vợt tí. Ừ. Đó, đúng rồi. Đưa cho em cái vợt nhẹ đó, em xúc mới được. Coi góc bên đó còn con nào không em, xúc hết đi rồi ra một vòng ngoài. Đấy các bạn cứ mang dép đi, bước thoải mái. Tại vì đây mấy cái vỏ bao nó có miệng hà đó. Bỏ dép ra là trượt chân phát là chảy máu này. Hết chưa đó. Nhấc nữa hết đi. Rồi kiếm vào ngoài xem có con cá đối bùi nào nữa không. Đây con chụp cá hình đấy. Đây được một em này là đối bùi nha, nó gọi là cá đối bùi. À, một bự hả? Đối bùi con này, ôi con này phải 3 kg. 3 kg á, về bán được không? 3 kg. Anh em không ăn thì cứ bán thôi. Không kìa. Trời. Đây đây. Cá đủ. Nó nhỏ tí. Ấy hơi. Cá đủ. Hai ba con luôn nè. Xúc đi. Cái đuối hả? Nó cũng tùy duyên thôi bạn. Đấy, đấy. Cái này cho nó vô. Sao ra ngoài rồi? Chui được không bỏ đấy. Anh hả? Cho cái này nó vô được hay vậy? Nó dính lưới không mẹ? Cá nó đi men theo chân lưới em. Cắm đăng là nó dựa theo quy luật đi của con cá. Con cá này dính lưới. Ừ, con nào chết rồi thì bỏ. Đang gần bờ thì cái lượng cá thì nó cũng không được nhiều lắm đâu, như đang xa bờ. Ừ. 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 Sâu biển. Được như vậy.